Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì ở video này mình sẽ nói một cái hiện tượng là cũng rất là hấp dẫn đây, đó là iPhone X và những suy nghĩ của trẻ trâu. Trời ơi là trời, iPhone X người ta là một công ty lớn, người ta ra sản phẩm mà nhiều cái bạn mà chúng lại là có những suy nghĩ mà làm mình tức cười quá trời tức cười luôn. Ví dụ thử nha các bạn. Trời ơi là trời, cái gì vậy trời? iPhone X ra có gì đâu mà phải xếp hàng ngồi đợi tùm lum như vậy. Cái gì mà dân mộng ngủ rồi xếp hàng đợi mua như trời. Ngu gì đợi. Chừng nào mà chờ cho giá nó rẻ rẻ một chút đó, mình về mình mua cho nó tiện không. Ngu gì. Trời ơi đâu phải là hết đâu. Một đống luôn đó, chứ đâu phải là hết đâu mà phải xếp hàng đợi rồi. Từ ngày này qua ngày kia mệt mỏi bây giờ ngủ cho khỏe. Wow. Các bạn ơi, các bạn phải suy nghĩ một chút xíu gì đó về cái kinh doanh á. Không có ai rảnh rỗi mà đứng 1-2 giờ đêm nguyên ngày nguyên đêm để mua về xài chứ. Người ta mua về để người ta bán lại. Các bạn có nghe cái vụ mà mua về bán cái iPhone X 60 triệu không? Trời ơi, đó là một trong những chiếc thôi đó. Trong khi một ngày người ta bán cả chục chiếc, người ta làm một đống tiền. Tóm lại là vậy đó, người ta kinh doanh, người ta đợi, người ta mua, người ta bán lại. Không, có nhiều chỗ là bán chỗ đứng chờ luôn á. Chứ không phải là cơ khơ mà bán iPhone X đâu. Phải như vậy. Tiếp theo, trời ơi là trời. Công ty gì lớn gì mà sẽ ra sản phẩm gì dưới đất vậy? Tự nhiên iPhone X ra mà bây giờ thêm cái iPhone 8 nữa. Trời ơi, ngu gì mua iPhone 8 trời. iPhone X nó xịn hơn, nó im hơn mà nó hơn có mấy triệu, mấy trăm ngàn à, mấy triệu à. Ngu gì mua iPhone 8, mua iPhone X xài cho nó khỏe. Trời ơi, các bạn phải suy nghĩ một chút xíu gì đó về cái công ty này. Cái công ty này là một cái công ty mà nó được lãnh đạo bởi những người thực sự rất rất là giỏi, chứ không phải ai mà khơ khơ mà vô đưa ra một loạt gì đâu. Cái này là cái ý tưởng của người ta trong kinh doanh thôi. Ví dụ như có hai ông đúng không? Hai ông cửa hàng bán bánh bao đi. Ông này hôm nay ổng giảm giá cái 10.000, cái ông kia ổng tự lộn ổng tức quá, ổng giảm 8.000. Cái ông bên này giảm 5.000, cái ông bên kia tức quá giảm còn 3.000. Cái người dân ồ vô mua cái bánh bao 3.000. Và cái ông bán bánh bao 3.000 nó bán được một đống tiền, bán được một đống bánh bao. Và cuối ngày thì hai ông dò lại, đi ra phía sau chia tiền. Đấy, đó là cái chiến lược của công ty này thôi. Nó làm cho mình cảm thấy là cái sự chênh lệch của hai cái sản phẩm này nó không có cao. Và chắc chắn là người dùng sẽ mua iPhone X, và từ đó là nâng lên cái giá trị của cái iPhone X, và cũng như là kỷ niệm mà bao nhiêu năm thành lập vậy đó. Tức lại là dùng cái iPhone 8 để làm cái đà để cho iPhone X nó nở rộ thôi, để nó được mua nhiều thôi, chứ không có gì chứ. Trời ơi, cái gì mà trái hàng mới ra bán được có mấy triệu cái mà trái hàng rồi trời. Công ty này là công ty bự mà tự nhiên mà lại bị trái hàng. Trời ơi, trời, trái hàng hả? Thôi mình phải đi mua liền mới được, không thôi là chút hết hàng bây giờ đi mua liền. Wow, trời ơi là trời, cái công ty này đó nó sản xuất cái số lượng iPhone đó, cái nguyên cái nhà của bạn trước còn không hết nữa, nói chi mà vụ trái hàng. Không có cái vụ gì mà cái thiếu màn hình LED hay là thiếu cái này cái nọ đâu. Công ty người ta sản xuất ra, người ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi, không có cái vấn đề mà khơ mà thiếu đâu. Cái vụ thiếu đó là chỉ là một cái chiến lược để cho người dân người ta cảm thấy là nó đang thiếu hụt vậy đó, nó đang thiếu hụt và mình phải lại mình mua, mình xếp hàng mình mua mới được, nhanh mới được, đi mua liền không còn hết hàng. Wow, đấy thì đó là một trong những yếu tố mà cho các bạn thấy là Apple là một công ty thực sự là rất là thông minh trong cái chiến lược quảng cáo. Và các bạn thấy không, đúng là vậy thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và video của mình chỉ là mang tính chất thư giãn thôi nha các bạn, chứ không có ý gì đâu. Bye bye, nhớ bấm đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.